nhất là cày bún chảo cho máy của ta là 124 hai cầu trên cánh đồng xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đây là ông chủ người chế tạo ra đoàn cày mang thương hiệu Vũ Hải. Thời tiết bây giờ đang rất là mưa. Ngang ngang với lại phá lâm. Thì lại rất sâu. Và lâu sâu là tùy chỉnh. Nhưng mà do nhu cầu của bà con ở trên khu vực yêu cầu cày sâu tối thiểu là 15 phân. Cứ tính ngó lại sau nè. Bánh lái một khi mà đã chỉnh chuẩn là các bác không cần phải ngó lại sau, cứ nhìn về đằng trước là lái thẳng đi thôi, có thể bỏ tay ra được. Nhưng bác này bác ấy còn phải quay lại, bác ấy nhìn xem đường cày cày nó có đẹp không. Mọi người có nhu cầu đặt dàn cày xin liên hệ anh Vũ Hải, địa chỉ Kim Hoàng 1, Liên Giang, Đô Hương Thây, số điện thoại là 0972975256 hoặc Zalo số điện thoại 0936975256. Ruộng ở đây như là bỏ hoang lâu lâu rồi. Video này sẽ là video của YouTube được nhiều người xem nhất. Anh
Tí nữa anh phỏng vấn bác tí. Đổ quá đều. Nói mà không phải khen đồ của mình đâu, nhưng mà nhìn nó vẫn có một cái khác biệt. Đổ đây là được rồi. Vấn đề là nó sấp được cỏ đi. Rồi, và hai là nó đất đấy. Trước kia bảo vệ nói đến tay chảo là ấy lắm rồi nhỉ. Cứ sợ kiểu nó phi xa. Thôi nhưng mà anh nhìn như cái của nếu em nếu này, mà cái bọn mà hắn đây nhá, nếu mà thật sự ra cái đường của nó, nếu mà hai đường mà tay té ra hai đường, tầm của nó phải rãnh của nó khoảng 10 mét, tầm 80 phân. Hơn. Nó lật xa quá. Nếu mà tầm cày chảo như thế mà những con này đi bừa thì kéo mẹ xa chỗ này vất. Nên muốn chảo thì cái loại nó chảo kia thì một cái cày chảo cái như cái thủy lực của chú cho lên được cao lắm. Con này vẫn lên cao được thoải mái, nhưng mà nó phải cho cái kia nó bị hạn chế. Anh chắc là từ ngày mua máy về là nó có một cái hạn chế ở trong này, anh chưa chỉnh bây giờ. Chứ con này giờ nếu mà nâng nó còn cách mặt đất thì khoảng tầm mét bằng đầu mình là cái đít của nó. Đây tí nào hỏi anh Thoảng xem là đây cái bánh lái có phải nó chạy giữa rõng không? Hoàn toàn là không chỉnh đúng. Thế thôi, phỏng vấn vài câu nữa. Cứ để cho anh cày thoải mái đi làm, cái này nó được mới có 7 phút. Đây video khác đấy, video thứ hai em lấy mới lại đấy. Thank you.
4 rồi anh. Kéo sang một tí nữa, cày này vẫn còn kéo sang khoảng tầm 7 phân nữa. Nếu mà kéo được sang đây thì nó kéo sang một ít nữa. Kéo sang bây giờ đứng đằng sau này là nhìn thấy cày nó vẫn còn đá sang bên này này, ăn hết vào lốp này rồi này. Đây anh nhìn cái chảo đầu, đứng đằng sau vuông góc với lốp. Đấy. Nãy là mình cày như này là nó vẫn đây là ăn được nửa lốp rồi. Còn nửa lốp nữa thôi. Nửa lốp kéo sang phát là hết rồi mà. Anh Thoảng ơi, thế là như cái cày này so với các cái cày khác thì anh thấy thế nào rồi? Nói chung là nó sẽ nhẹ hơn từ cày cái mức độ sâu như thế này thì anh thì đã vừa chưa? Được rồi, đến đất đỏ này là được rồi. Vâng, thế còn về úp đất với lại rải đất thì nói chung là chỉnh thêm một tí nữa cho nó ăn sang bên sang bên phụ này, bên trái này đúng không? Kéo sang bên trái này nếu khoảng tầm này là đẹp. Rồi. Đấy, chỉ để khoảng tầm đấy là ok cái rồi. Này, nó phải tha ấy tắc nó phải cái mép chảo này nó phải ở cái lốp này này. Nó chỉ đỡ vào lốp có 7 phân 5 phân thôi. Nó chỉ đỡ cái lốp này nó chỉ khoảng mấy phân thôi. Đây này là đẹp rồi đây này. Đây này anh chỉnh cho em thế này. Cái đuôi này là xong rồi nhé. Đuôi này không phải chỉnh lại đâu. Thế này là quá sâu rồi. Rồi chỉ chỉnh có mỗi cái này. Anh đứng đằng sau này nhìn này, hiện tại bây giờ là như cái chảo đầu này. Đây, như cái chảo đầu này giờ nó đang đớp vào sâu khoảng tầm 15 phân này. Anh chỉnh làm sao cho từ cái mép này nó, cái mép chảo này nó đớp vào đến chỗ này. Đấy. Bây giờ mình kéo sang đây chứ. Vâng, đúng rồi. Vâng, vâng. À, cháu cần đơn. Nhìn yếu rồi.